Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Getting Started của Unit 8, Films, về phim ảnh các em nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về những nội dung chính có trong unit này. Các em sẽ được học về Vocabulary, tức là những từ vựng về Types of Films, các thể loại phim ảnh, và Adjectives Describing Films, tức là những tính từ mà được dùng để mô tả về phim ảnh. Về pronunciation, chúng ta sẽ được học phát âm về các âm như ear và âm air. Về phần grammar, ngữ pháp, chúng ta sẽ được học về các connectors hay là các từ nối là although, though, có nghĩa là mặc dù, và however, tuy nhiên. Về phần skills, chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu cả 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết cùng với một chủ đề là phim ảnh. Và ở Everyday English, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các tình huống hội thoại tiếng Anh trong giao tiếp, và chúng ta sẽ được học về accepting and declining suggestions, tức là chấp nhận hay là từ chối cái lời gợi ý, đề xuất nào đó. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào bài học đầu tiên thôi. Với bài học đầu tiên này, nhiệm vụ của chúng ta đó chính là tìm hiểu về một đoạn hội thoại giữa hai người bạn, đó là Mark và Mi, về chủ đề là Let's go to the cinema tonight, tối nay hãy cùng đến rạp chiếu phim nào. Vậy thì trước khi chúng ta bước vào đoạn hội thoại này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua một số từ vựng quan trọng để chúng ta có thể hiểu bài dễ hơn nhé. Như vậy thì từ vựng đầu tiên mà cô có đó là go to the cinema. Và đây là một động từ này có nghĩa là đi xem phim ở rạp. Từ thứ hai mà chúng ta có là fantasy, và đây là thể loại phim viễn tưởng. Từ thứ ba là horror film, từ này có nghĩa là phim kinh dị. Thể loại phim tiếp theo đó là documentary, và đây là thể loại phim tài liệu. Tiếp theo là comedy, và đây là thể loại phim hài. Và từ cuối cùng mà chúng ta có là review, và từ này có nghĩa là bài đánh giá, và đây là một danh từ các em nhé. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng lắng nghe đoạn hội thoại này nhé. Let's go to the cinema tonight. Good idea. What shall we see? A Nightmare is on at Sao Mai Cinema tonight. Is it a fantasy? No, it's a horror film. That's too scary for me. Look. An old peer is on at town cinema. It's a documentary. I don't really like documentaries. They're often boring. What about Our Holiday? What kind of film is it? It's a comedy. And who stars in it? Kate Harrison and Lily Collins. They're pretty good. What's it about? It's about two women living in different countries. And they decide to exchange houses. What are the reviews like? Well, although a few people say it's a bit silly, most say it's funny and interesting. Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về đoạn hội thoại này nhé. Đầu tiên thì khi mà bắt đầu đoạn hội thoại, Mark đã nói với Mi rằng Let's go to the cinema tonight, tức là tối nay hãy cùng đến rạp chiếu phim cùng nhau nhé. Và Mi đã nói rằng đây là một ý tưởng rất hay, good idea. Và bạn đã hỏi, what shall we see? Chúng ta sẽ xem phim gì đây? Và Mark đã nói đến tên một bộ phim là A Nightmare is on at Sao Mai Cinema tonight. Một bộ phim đó là A Nightmare, một cơn ác mộng, is on at Sao Mai Cinema tonight, đang được chiếu ở Sao Mai Cinema vào tối nay. Và Mi đã hỏi lại rằng, is it a fantasy? À, fantasy là một từ mà chúng ta vừa bắt gặp trong phần từ vựng vừa nãy đúng không? Từ này để chỉ thể loại phim gì nhỉ? Đây chính là thể loại phim viễn tưởng. Tuy nhiên thì Mark lại nói rằng no, it's a horror film. Như vậy thì bộ phim này lại thuộc thể loại phim kinh dị rồi. Và đối với Mi thì thể loại phim kinh dị đáng sợ so với cô ấy. That's too scary for me. Và bạn đã tìm thấy một bộ phim khác. Look, An Old Peer is on a town cinema. It's a documentary. Bạn đã tìm ra bộ phim An Old Peer đang được chiếu ở town cinema. Và bộ phim này thuộc thể loại phim gì nhỉ? Documentary, tức là phim tài liệu. Tuy nhiên thì Mark lại thấy rằng I don't really like documentaries. Bạn không quá là thích phim tài liệu. They are often boring, bởi vì chúng thường khá là nhàm chán. What about Our Holiday? Và bạn tiếp tục gợi ý một bộ phim khác là Our Holiday. Mi tiếp tục hỏi về thể loại phim. What kind of film is it? Và Mark trả lời rằng, it's a comedy. Vậy thì comedy là thể loại phim gì nhỉ?
đó chính là thể loại phim hài các em ạ. Và Mi đã hỏi rằng, and who stars in it? Tức là, có những ai tham gia vào bộ phim này? Và Mark đã trả lời với hai tên diễn viên là Kate Harrison và Lily Collins. Và Mi đã trả lời rằng, they are pretty good. What's it about? Bạn muốn biết về nội dung của bộ phim. Và nội dung của bộ phim theo lời của Mark đó chính là It's about two women living in different countries and they decide to exchange houses. Tức là bộ phim này nói về hai người phụ nữ sống ở hai quốc gia khác nhau và họ đã quyết định đổi nhà cho nhau. Và Mi đã hỏi về What are the reviews like? Tức là bạn ấy hỏi về những đánh giá và từ này chúng ta cũng đã vừa bắt gặp ở phần từ vựng vừa rồi đúng không nào? Và Mark đã nói rằng Well, although a few people say it's a bit silly, most say it's funny and interesting. Tức là, tuy là có một số người nói rằng nó có một chút silly, tức là ngớ ngẩn, thì phần lớn lại nói rằng nó khá là vui nhộn và thú vị. Và tiếp theo đến với bài tập số 2, thì nhiệm vụ của các em sẽ là đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và sẽ cần phải chọn ra một câu trả lời đúng cho từng câu hỏi. Như vậy thì đối với câu hỏi 1 này, What does Mark suggest doing tonight? Mark đã gợi ý làm gì vào tối nay? Thì các em sẽ có 3 lựa chọn. Đầu tiên là watching a TV show, tức là xem một chương trình truyền hình. Đáp án B là watching a film, tức là xem một bộ phim. Và đáp án C đó chính là staying at home, ở nhà. Vậy thì các em có thể đọc lại đoạn hội thoại và có thể phát hiện ngay ra là ngay khi mà mở đầu cuộc hội thoại thì Mark đã rủ Mi cùng đi đến rạp chiếu phim vào tối nay. Let's go to the cinema tonight. Như vậy thì là bạn ấy đang muốn xem một bộ phim. Và đáp án của chúng ta sẽ là B, watching a film. Ở câu thứ hai chúng ta có Why doesn't Mark want to see an old pier? Tại sao Mark lại không muốn đi xem bộ phim An Old Pier nhỉ? Ba đáp án này, đáp án A thì nói rằng He doesn't like the type of film. Cậu ấy không thích thể loại phim này. Đáp án B thì lại cho rằng It's not on at a convenient time, tức là nó không được chiếu vào một khung giờ thuận tiện. Và đáp án C thì lại nói rằng cậu ấy đã xem nó vào tuần trước mất rồi. He saw it last week. Như vậy thì với câu hỏi này, chúng ta có thể nhớ lại một chút về đoạn hội thoại. Khi mà đang thảo luận với nhau sẽ đi xem bộ phim nào, Mi đã gợi ý xem bộ phim tài liệu là An Old Pier. Thế nhưng mà Mark đã từ chối vì cậu ấy không thích phim tài liệu do thể loại phim này thường nhàm chán. Như vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A, he doesn't like that type of film. Đối với câu thứ 3 này, chúng ta có The word reviews in the conversation mostly means. Vậy thì từ reviews trong cuộc trò chuyện này chủ yếu có ý nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta có 3 đáp án. A là people's opinions about the film, ý kiến của mọi người về một bộ phim. B là interesting scenes in a film, những cảnh thú vị ở trong một bộ phim. Và đáp án C là what people don't like about the film, những điều mà mọi người không thích về một bộ phim. Và ở câu này thì chúng ta có thể nhớ lại một chút, đó là sau khi cùng nhau thảo luận về nội dung của bộ phim Our Holiday, Mi đã hỏi Mark rằng bộ phim được đánh giá như thế nào, what are the reviews like? Tức là Mi đang muốn hỏi Mark về nhận xét của những người xem về bộ phim Our Holiday. Và chúng ta cũng đã biết rằng ý nghĩa của reviews chính là đánh giá rồi đúng không nào? Vậy thì đáp án mà chúng ta sẽ chọn đó là đáp án A, people's opinions about the film. Đối với câu hỏi thứ tư này thì chúng ta sẽ có What do people think of Our Holiday? Mọi người nghĩ gì về bộ phim Our Holiday nhỉ? Ở trong đoạn hội thoại thì chúng ta có thể nhớ rằng sau khi mà nghe Mi hỏi về đánh giá của bộ phim thì Mark đã nói rằng mặc dù một số người nói rằng bộ phim hơi ngớ ngẩn nhưng hầu hết thì đều nói rằng nó rất hài hước và thú vị. Most say it's funny and interesting. Như vậy thì có phải là phần lớn mọi người đều thích nó đúng không nhỉ? Đáp án A, đáp án B hay đáp án C thì mới nói rằng hầu hết mọi người đều thích nó đây. Đáp án C đúng không các em? Most people like it. Tiếp theo đến với bài tập số 3 này, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chọn một trong hai từ trong ngoặc để có thể hoàn thành câu theo cách chính xác nhất đúng không? Các em có thể nhìn qua một lượt cả 5 câu này và phát hiện ra rằng nhiệm vụ của chúng ta đó chính là chọn thể loại phim mà câu đang mô tả đúng không? Đối với câu thứ nhất này, chúng ta sẽ có A film that tries to make the audience laugh is a... Một bộ phim mà có thể khiến cho khán giả cười thì là một bộ phim như thế nào nhỉ? Chắc chắn nó sẽ không phải là phim tài liệu, documentary đúng không các em? Nó sẽ là comedy. A film that tries to make the audience laugh is a comedy. Ở câu thứ hai này, chúng ta sẽ có A film that is based only on imagination, not on real facts, is a... Một bộ phim mà chỉ được dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng mà không phải là trên những sự thực, trên những cái thực tế thì đó là một bộ phim như thế nào nhỉ? Đó sẽ là fantasy, thể loại phim viễn tưởng đúng không các em?
Còn ở câu thứ ba chúng ta có a film that shows real life events or stories is a, một bộ phim mà cho chúng ta thấy những sự kiện thực tế hoặc là những câu chuyện thì sẽ là một bộ phim. Chắc chắn không thể là phim kinh dị được đúng không các em? Nó sẽ là phim tài liệu, documentary. Câu thứ tư chúng ta có a film that is set in the future, often about science, is a, một bộ phim mà được đặt bối cảnh ở trong tương lai và thường là về khoa học, thì chắc chắn sẽ không phải là phim hoạt hình, cartoon rồi đúng không các em? Mà đó sẽ là phim khoa học viễn tưởng, và khoa học viễn tưởng trong tiếng Anh đó chính là science fiction film. Và tiếp theo ở câu thứ 5 này, chúng ta sẽ có a film in which strange and frightening things happen is a, một bộ phim mà lại có những cảnh kỳ lạ và đáng sợ thì sẽ là một bộ phim horror film, là phim kinh dị đúng không các em? Tiếp theo ở bài tập thứ 4, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là điền một trong những từ này vào một trong năm câu, một trong năm vị trí thích hợp ở đây đúng không? Vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu điền thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về năm từ trong bảng này nhé. Đầu tiên là funny, có nghĩa là hài hước, vui nhộn. Boring, có nghĩa là nhàm chán hoặc là tẻ nhạt. Frightening, đáng sợ. Moving, xúc động hoặc là cảm động. Và interesting, thú vị. Như vậy thì các em có thể thấy rằng cả năm từ này đều là năm tính từ đúng không nào? Vậy thì bước vào câu đầu tiên thôi. Đầu tiên là going to the hospital can be for a child. Việc đến bệnh viện thì có thể gây ra cảm xúc gì cho một đứa trẻ nhỉ? Có thể là funny, vui nhộn, hài hước không? Không phù hợp lắm nhỉ? Hay là boring, nhàm chán, tẻ nhạt? Cũng không đúng các em nhỉ? Vậy thì có thể là frightening đúng không? Đôi khi thì việc đến bệnh viện có thể khiến cho một đứa trẻ sợ hãi đó. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là frightening. Ở câu thứ hai chúng ta có the film was so that the audience couldn't stop laughing. Như vậy thì một bộ phim như thế nào mà mới có thể khiến cho khán giả cười không ngớt các em nhỉ? Vậy thì đó sẽ là một bộ phim hài và nó sẽ có những yếu tố rất là funny, hài hước hoặc là vui nhộn. Đối với câu thứ ba chúng ta có many people cried when they saw the scenes of the film. Cảnh của một bộ phim phải như thế nào thì mới có thể khiến cho mọi người khóc các em nhỉ? Nó có thể sẽ là những cảnh rất là xúc động, cảm động đúng không? Vậy thì từ ngữ mà có nghĩa xúc động, cảm động chúng ta vừa học sẽ là moving. Ở câu thứ tư chúng ta có the film last night was so that we fell asleep. Tức là bộ phim tối hôm qua có một cái đặc điểm như thế nào đấy khiến chúng tôi đều ngủ thiếp đi. Một bộ phim như thế nào thì sẽ khiến chúng ta ngủ mất nhỏ? Sẽ là một bộ phim nhàm chán đúng không các em? Vậy thì từ nhàm chán trong tiếng Anh sẽ là boring. Và ở câu thứ 5 này chúng ta có the book is, I got a lot of useful information from it. Vậy thì một quyển sách như thế nào mới có thể khiến chúng ta cảm thấy là chúng ta đã có rất là nhiều thông tin hữu ích từ nó nhỉ? Chắc chắn sẽ là một cuốn sách mà rất interesting, tức là thú vị đúng không các em? Ở bài tập thứ 5, nhiệm vụ của các em sẽ là work in pairs as an answer about a type of film. Use some of the adjectives in four. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp và sau đó thì chúng ta sẽ hỏi và trả lời về một thể loại phim, và các em hãy nhớ là sử dụng những tính từ mình đã học được ở bài 4 nhé. Như vậy thì cô sẽ có một ví dụ cho các em. Do you like documentaries? Cậu có thích thể loại phim tài liệu không? No, I don't. Không, tớ không thích. Why not? Tại sao lại không? I think they are boring. Tớ nghĩ rằng chúng rất là nhàm chán. Vậy là qua bài học này thì chúng ta đã được học về những từ vựng có liên quan đến chủ đề phim ảnh rồi đúng không nào? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa sau này của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!